Xin chào anh chị, trong video này em sẽ giới thiệu tới anh chị những tiện ích khi tích hợp chữ ký số Misa Insight vào phần mềm Misa Mimosa. Trước đây, hầu hết các đơn vị đang sử dụng phương thức ký số truyền thống bằng USB token và đã xảy ra tương đối nhiều khó khăn bất cập. Kế toán luôn phải đem theo USB token và phải sử dụng máy tính đã được cài đặt phần mềm ký số để xem và ký số. Ngoài ra, cũng có rất nhiều đơn vị gặp phải tình trạng bị hỏng hóc, thất lạc USB token trong quá trình sử dụng, không thể thực hiện ký số, khiến cho công việc bị gián đoạn. Trước những bất cập của chữ ký số truyền thống, sản phẩm Misa Insight Remote Signing của Misa có thể giải quyết những khó khăn này. Đây là hình thức ký số hoàn toàn mới và cũng là chữ ký số từ xa đầu tiên được Bộ Thông tin Truyền thông cấp phép tại Việt Nam, mang lại trải nghiệm ký số không cần USB token, đáp ứng tiêu chuẩn eIDAS về bảo mật, đảm bảo an toàn thông tin hoàn toàn tuyệt đối. Đặc biệt, phần mềm Misa Mimosa đã kết nối thành công với dịch vụ chữ ký số từ xa Misa Insight, giúp đơn vị ký số phát hành hóa đơn hay ký gửi kho bạc điện tử mọi lúc mọi nơi chỉ với chiếc điện thoại di động mà vẫn đảm bảo an toàn bảo mật tuyệt đối. Cụ thể như sau. Trước hết, anh chị thiết lập chữ ký số tại mục Hệ thống, Thiết lập chữ ký số. Tại đây, phần mềm cho phép kết nối với dịch vụ ký số từ xa Misa Insight. Sau khi kết nối thành công, phần mềm sẽ hiển thị danh sách các chứng thư số của tài khoản Misa Insight. Anh chị có thể chọn các chứng thư số để thực hiện ký số trên phần mềm Mimosa. Anh chị có thể thực hiện ký số khi phát hành hóa đơn, khi ký gửi kho bạc điện tử, hoặc cũng có thể chọn cả hai. Em ví dụ trường hợp ký số hồ sơ gửi kho bạc điện tử. Sau khi xem xét hồ sơ và đồng ý phê duyệt, kế toán trưởng có thể sử dụng chữ ký số Misa Insight để ký duyệt. Phần mềm sẽ gửi mã yêu cầu xác thực về số điện thoại. Anh chị chỉ cần sử dụng điện thoại của mình để thực hiện xác nhận ký và gửi cho thủ trưởng đơn vị. Tương tự, thủ trưởng đơn vị cũng có thể đăng nhập DVC Misa, thiết lập chữ ký số và ký duyệt hồ sơ bằng Misa Insight. Để ký phát hành hóa đơn, anh chị cũng thực hiện tương tự các bước như em đã hướng dẫn ở trên. Như vậy là hiện nay đơn vị đã có thể dễ dàng ký số từ xa mọi lúc mọi nơi chỉ với chiếc điện thoại di động. Việc ký số trở nên đơn giản, tiết kiệm thời gian công sức hơn bao giờ hết. Vậy còn chần chừ gì nữa, anh chị hãy trải nghiệm tính năng này ngay hôm nay